Đắk Lắk đã nâng tỷ số lên 2-1. Dứt điểm, đã có bàn thắng cho cao thủ TIG. Văn Ngọ đã mang về bàn thắng đầu tiên và đưa TIG vượt lên. Đúng là trong thế trận căng như dây đàn và rất thận trọng hiện tại thì những tình huống cố định sẽ là chìa khóa để tạo ra khác biệt. Cú đá xuyên qua một dừng chân của Văn Ngọ. Lần này thì Đức Trung đã có một đường chuyền bóng đi lì hơn, không còn quá lập bập nữa. Và Văn Ngọ đã không từ chối món quà này. Cú đá rất quyết đoán, bóng đi chìm. Đinh Xuân Sĩ. Cả công. Cơ hội dành cho Đại Tư. Đây rồi, Long Lác 1-0 cho Đại Tư. Như đã nói thì Long Lác đang có phong độ rất cao trong quãng thời gian gần đây. Một sai lầm của W Team. Những phút thi đấu rất long ngóng. Đầu tiên là pha chuyền bóng lỗi của Đinh Xuân Sĩ, áp lực rất tốt của Ca Công, và sau đó là đến thủ thành Minh Duy. Những pha phù hợp rất long ngóng. Một pha bóng rất hoàn hảo đến từ Ca Công và Long Lác, đặc biệt là Long Lác. Ra chân rất nhanh thì khung thành đã bỏ trống, thì chỉ cần một điểm chạm nhẹ thì Long Lác đã có bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ Đại Từ. Rất nguy hiểm, đã có sai lầm. Tỷ số được mở dành cho các cầu thủ Trường Hưng Thế Gia. Sai lầm của thủ thành Đức Vũ. Một sai lầm rất tai hại và đã khiến cho OCB Lucifer bị thủng lưới. Tỷ bóng rất hay, cơ hội dành cho các cầu thủ Trường Hưng Thế Gia. 2-0. Hùng Nhô đã quá xuất sắc. Sau khi ghi bàn từ sai lầm của đối thủ thì Hùng Nhô đang chơi một cách rất tuyệt vời. Thêm một lần nữa thì bóng được đưa vào lưới của OCB Lucifer. Chúng ta cùng xem lại tiếng này. Hùng Nhô đã đi bóng qua Tuyên Trầm và vượt qua hai cầu thủ khác. Bàn thắng đến với Tú Hà Tĩnh. Đây là pha bóng mà Hùng Nhô đã làm tất cả rồi. Tú Hà Tĩnh chỉ còn một điều rất đơn giản thôi, đó chính là chạm trái bóng, đưa bóng vào lưới. Thiết kế thanh lịch cổ quốc, khoang nội thất thương gia hiện đại, tiện nghi tinh tế đẳng cấp, vận hành mạnh mẽ bền bỉ, hệ thống an toàn SmartSense cao cấp. Hyundai Palisade nâng tầm vị thế. Quang Vinh, cường con Quang Vinh. Quang Vinh đã kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Sơn Neymar là người đã lập công cho OCB Lucifer. Trận đấu đang trở nên khó đoán hơn và hấp dẫn hơn rất nhiều. Liên tục là những bàn thắng. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 dành cho OCB Lucifer. Xoay sở rất hay, cơ hội tiếp theo. 3-1 dành cho Trường Hưng Thế Gia. Chỉ trong vòng ít phút, các cầu thủ của Trường Hưng Thế Gia đã tạo ra hai khoảnh khắc dứt điểm và một trong số đó đã thành công. Giờ thì chúng ta mới thấy Trần Hữu Đông Triều xoay người chuyền bóng rất hay. Bảo Con đã giúp cho Quý Alonso có được bàn thắng. Quý Alonso đã có một cú dứt điểm ở góc gần rất đẹp mắt. Và lần này thì không có cơ hội dành cho Đức Vũ. Thủ thành bên phía OCB Lucifer đã hoàn toàn bó tay. Tấn công dành cho Trường Hưng Thế Gia. Vẫn đang là Hưng Vịt. Rất hay, Hưng Vịt, cơ hội! 4-1 dành cho Trường Hưng Thế Gia.
Và bây giờ thì có thể khẳng định đó là dấu chấm hết trong ngày hôm nay dành cho các cầu thủ OCB Lucifer. Người ghi bàn lại là Quý Alonso. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Nỗ lực rất tốt của Phan Thanh Hưng. Và Hưng Vịt đã kiến tạo cho đồng đội. Quý Alonso lập cú đúp trong ngày hôm nay. Với những tình huống như thế này thì đá ra ngoài còn khó, đá vào trong. Đội hình của đội bóng này, Thắng Rít đưa bóng vào nguy hiểm và lưới của sổ số kiến thiết Đắk Lắk đã rung lên. Bàn thắng đến với Hiếu Aquaco ở phút thi đấu thứ 5. Niềm vui đã sớm đối với đại diện của khu vực miền Trung. Pha đi bóng tốt bên lăng cánh phải và sau đó là đường truyền vào rất căng của Thắng Rít. Người đã lập công trong pha bóng này là Nguyễn Kim Quang, tân binh của Hiếu Aquaco. Một pha phối hợp giữa những cầu chuyên. Thắng Rít là cựu chuyên của Đà Nẵng, còn Kim Quang thì đang là cầu thủ chuyên nghiệp đương thời. Anh là một trong 4 cầu chuyên được đăng ký của Hiếu Hoa ở mùa giải năm nay, cùng với Trần Tâm. Cơ hội dành cho cầu thủ Đắk Lắk dứt điểm, cú đá tuyệt vời. Và đó là pha làm bàn của Thanh Huy. Sai lầm của Hiếu Hoa qua cô khi để lọt bóng tới chân của Huy Mẻ. Và tiền đạo mang áo số 9 của sổ số kiến thiết Đắk Lắk đã ngay lập tức lập công. Chúng ta cùng xem lại tình huống dẫn tới bàn thắng của sổ số kiến thiết Đắk Lắk. Người đã phá bóng trượt đó là Kim Quang. Từ người hùng của Hiếu Hoa qua cô, Kim Quang lại trở thành tội đồ trong pha bóng này. Anh đã để bóng tuột khỏi tầm khống chế và bóng ngay lập tức tìm đến vị trí của Huy Mẻ. Một cú đá quá quyết đoán, pha dứt điểm treo góc. Và Thanh Huy đã giúp cho sổ số kiến thiết Đắk Lắk san bằng tỷ số 1 đều. Có tốc độ và có kỹ thuật khéo léo. Phép lợi thế dành cho sổ số kiến thiết Đắk Lắk. Đường chuyền, cơ hội dứt điểm. Đó là Vũ Minh Đức. Đắk Lắk vừa lên tiếng để giúp cho sổ số kiến thiết Đắk Lắk nâng tỷ số lên 2-1. Tư thế bị dẫn bàn, đại diện Tây Nguyên giờ đây đã vượt lên. Người đã kiến tạo cho Đắk Lắk lập công đó là đội trưởng Đỗ Xuân Thi. Hành lang cánh trái của Hiếu Hoa qua cô đang bị khai thác khá nhiều. Những tình huống dẫn tới bàn thua của Hiếu Hoa đều là những đường bóng xuất phát từ những pha lên bóng bên cánh phải của sổ số kiến thiết Đắk Lắk. Lượt trận đầu tiên của bảng B tại vòng chung kết cúp bóng đá 7 người quốc gia Hyundai Thành Công Cup 2024. Cơ hội dành cho đội bóng áo đỏ dứt điểm vào. Một trận đấu chói sáng của Thanh Huy. Huy Mẻ thi đấu quá ấn tượng ở trận này. Không chỉ hoàn tất cú đúp, anh còn là người mở ra rất nhiều cơ hội cho sổ số kiến thiết Đắk Lắk. Trong tình huống có 3 cầu thủ áo đỏ băng lên nhưng Huy Mẻ vẫn quyết định xử lý cá nhân với một pha dứt điểm ngay. Bóng đã đổi hướng sau khi chạm chân của Tuấn Bin. Và tình huống này thì thủ thành Tuấn Anh của Hiếu Hoa cũng đã chạm được vào trái bóng. Nhưng những tác động đó là không đủ để phá bóng ra. Và tỷ số bây giờ là 3-1 dành cho sổ số kiến thiết Đắk Lắk.